Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Mình thưa các bác, hôm nay để chúng em tiếp tục về được cái nô đẩy 4 kênh đấy đến từ BDCG đấy, và có mã model là AC4850. Đây là phải nói là cục đẩy huyền thoại luôn đấy. Với những cái dòng này thì nó thật sự là với các bác là chuyên đánh phòng hát này, đấy, chuyên đi công trình nhé, chuyên đánh phòng hát đi công trình đấy. Con này nó cực kỳ bền, phải nói cái độ bền của nó thì anh em phải khỏi phải suy nghĩ về độ bền. Đấy là đánh công trình nhé, còn đánh gia đình thì anh em càng không phải suy nghĩ luôn. Đấy, càng không phải suy nghĩ luôn. Nếu mà nói về đánh gia đình. Đấy, được trang bị công suất là 800W một cây. Đấy, 800W một cây. Đấy, nhìn nó thiết kế cực kỳ khỏe khoắn. Đấy, cực kỳ khỏe khoắn luôn anh em. Đấy. Và ở đây thì em xin giới thiệu qua về cái chiếc này. Đấy thì hai bên thì chúng ta sẽ có hai cái tay xách này. Đấy, hai cái tay xách này để cho anh em xách lên và đút vào tủ nhá. Đấy, còn nếu như mà anh em để gia đình chắc là không dùng tới. Đấy, thường thì họ hay xách hai cái tay này, xách nó nhét vào trong tủ. Đấy, và cái nút tắt nguồn, bật tắt công tắc nó sẽ ở trong này. Đấy, bật tắt nó ở đây. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có là 4 đường ABCD tương ứng với là kinh A, kinh B, kinh C, kinh D. Đấy, 4 kênh các bác nhá. Đấy, và cột đèn này nó cũng vậy này. Đấy, cột đèn này đều có đủ hết, đều báo nhé. Single 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi đến đèn clip và đèn pro. Đấy, đèn protect này là cái đèn cảnh báo công suất các bạn nhé. Đấy, lưu ý, báo cứ báo một trong hai cái đèn này là có vấn đề, anh em phải kiểm tra ngay. Đấy, thật sự là cái dòng này nó bền lắm. Đấy, nó bền lắm. Và cái volume của nó của nó là chiết áp, của nó chiết áp bi. Chiết áp bi. Đấy, dùng thì thoải mái, không lo sột soạt nha. Đấy, hệ thống làm mát của con này thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Anh em của anh không sợ lóng. Hệ thống làm mát cực kỳ tuyệt vời. Đấy, em quay ra phía sau cho anh em ngắm chút nhá. Đấy, phía sau của nó đây. Đấy, phía sau ở đây các bác này. Đấy, phía sau ở đây. Đấy, các cái đường đầy đủ hết, đường chuyên nghiệp luôn anh em nhé. Đấy, chuyên đi công trình thì nó phải là chuyên nghiệp rồi. Đấy, có đường cắm dây loa trực tiếp này. Đấy, rồi new chick này. Đó, hoặc là speaker đấy các bác. Đấy, bên này chúng ta sẽ có đứng định, đứng in này. 1, 2, 3, 4. Có đứng đinh 1, 2, 3, 4. Đấy ạ, 4 đường. Và dưới đây chúng ta sẽ có chia ra nhé. Ở đây nó sẽ chia ra làm hai vế này. Vế 1, 2, vế 3, 4 này. Nó họ sẽ cách ngang một cái vạch này. Đấy, thì vế 3, 4 nó đều có Sitte, Pride và Bananel. Đấy, vế này nó cũng vậy, vế 1, 2 nó cũng có này. Còn đây là chúng ta đánh độ nhạy này. Chỉnh độ nhạy. Đấy. Nhiều anh em bảo là anh ghép mà một cặp 30, cặp 40 làm thế nào để cho nó tiếng nó cân bằng nhau. Đấy, đơn giản lắm các bác nhìn độ nhạy nhé. Đấy, 0.17 là to nhất này, 1.44 là nhỏ nhất này. Đấy, bên này cũng vậy. Đấy, ví dụ như là anh em đánh 30, đấy, một vế 1.2 các bác đánh 30 đánh 0.77, vế 3.4 này, đấy, anh em đánh 40 thì anh em gạt nó sang 1.0. đấy, đây là gain vào nhé, đổ vào nhé. Đấy, thì là tiếng nó sẽ to ngang ngang nhau các bác ạ. Rất đơn giản luôn. Đấy, hoặc là anh em có thể là vặn trực tiếp. Đấy, vặn trực tiếp ở đằng trước này cũng được. Vặn trực tiếp, ví dụ như là kênh 1, 2 chúng ta vặn to lên một chút, 3, 4 chúng ta vặn nhỏ đi một chút cũng được. Đấy, thì theo em thì để mà chúng ta nhìn cái kênh vặn nó ngang ngang nhau thì các bác nên chọn gạt cái độ nhạy. Đấy, bây giờ thì em sẽ tháo nội thất ra cho anh em xem nhé, con này nhé. Con này size nó rất là sâu luôn. Đấy, rất là sâu luôn. Đấy, hơn hai con tay. Đấy, tháo luôn nội thất. Anh em nhìn cái nước sơn của nó cực kỳ đẹp luôn. Bóng bẩy đẹp, con này rất là nặng anh em ạ. Rất là nặng, 850W một kênh. Đấy, anh em đánh full 30-40 không phải nghĩ. Đấy, đánh đơn 40-30 thì không phải nghĩ luôn với những cái dòng này. Đấy, còn nếu như anh em đánh một đôi 40 và một con kép nhá, một cặp 40 một con kép. Đấy, kép thì anh em đánh chập wide cho em. Kênh 1-2 mình đánh full. Đấy, còn kênh 3-4 anh em gạt đánh wide. Đấy, một cặp 40 một con kép đánh thoải mái. Đấy, còn này bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn linh kiện của nó là các bác biết là có độ chất thế nào. Wow, anh em thấy không? Đấy, con đẩy nó phải thế này, nó phải chất như nước cất thế này các bác này. Đấy, mạch tản nhiệt này, con này 4 quạt gió. Đấy, em đã nói rồi, riêng con này hệ thống làm mát cực tốt, đánh cả ngày không sợ nóng. Đấy, 4 quạt gió này, 1 này, 2 này, 3, 4, mỗi vế nó 2 quạt gió, mạch tản nhiệt của nó rất dày. Mạch tản nhiệt đây rất dày luôn. Đấy, con đẩy nó có bền hay không thì nó phụ thuộc vào cái hệ thống tản nhiệt các bác nhé.
hệ thống tản nhiệt này nó phải tốt. Đấy, nó phải tốt thì nó mới cho nó mới hoạt động tốt được, nó mới bền được. Đấy. Sợ nhất là nóng máy thôi, nóng máy thì tuổi thọ rất nhanh xuống. Đấy, và anh em nhìn nguồn này. Quá to luôn. Đấy, nguồn cực kỳ to luôn anh em. Đấy. Và nguồn đồng 100% nhé. Con này rất là nặng, nguồn đồng thì nó nặng các bác ạ. Đây. Tem của BDCG luôn này. Đấy, hàng rất đẹp luôn nhé, rất đẹp. Đó, con này thì đều là trang bị sò nó di hết anh em. Đều trang bị sò nó di. Đấy, công suất 800W em đếm sò nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 sò, tổng là 56 sò cho hai vế. 56 sò. Đấy, 56 sò các bác ạ. 56 sò chính và 1 2 3 4 5 26W. Đó, 26W các bác biết rằng là 26W. Đấy thì nó sẽ khi mà điện áp nó xuống, các bác mở công suất lớn ấy. Mở công suất lớn ấy thì cái điện áp bắt đầu nó cái mạch cắt áp nó sẽ chuyển từ điện áp thấp lên điện áp cao. Nên lúc đó thì cái sầu áp này nó sẽ phát huy tác dụng nhé. Đấy, nó đẩy từ cái điện áp thấp lên điện áp cao cho các bác. Đấy. Con này mạch cắt áp các bác. Đây, còn đây là tụ nọc nguồn này. Tụ của tô đâu ạ? Em đọc này là ti. Đây, xin đọc này, đọc ngược. Tụ nó đây. Đấy. TTB con. Đấy, tụ TTB con nhé. Sở hữu dàn là 16 tụ. Đấy, 16 con tụ. Xinh mướt luôn, tụ rất to và sâu anh em nhé. Đấy. Anh em thấy chất không? Và mỗi một vế mạch nó đều có một cái át này. Đấy, một này. Bốn con át nhé. Mỗi con vế này là một kênh các bác ạ. Bên này có một con át nữa này. Bên này cũng vậy. Đây các bác này, đây này. Đây. Người ta gọi là dưa ne. Đấy. Mỗi con vế này là một kênh các bác nhìn vế này. Nó sẽ ra. Đấy. Nguồn to khủng khiếp rồi. Nguồn to khủng khiếp rồi. Quá là chất lượng luôn anh em. Rất đẹp đúng không? Con này bánh thì nó bao căng này, 30 40. Hoặc là anh em dùng một đôi 40, một đôi một con kép. Đấy, con này anh em nhà hai kênh đánh bri đánh được một con kép 50 nhá. Đấy chứ anh em một đánh một kênh một đánh một quả kép là không được đâu. Đấy, phải báo luôn anh em là như vậy. Chập kênh thì đánh kép. Đấy, còn đánh đơn thì là anh em đánh đơn 50 đánh gia đình, mỗi một kênh đánh một con súp 50 đánh gia đình. Ok, còn đánh ngoài trời nó hơi đuối. Đấy. Đánh ngoài trời anh em phải dùng một kênh nó phải tầm hơn 1000W. Thì đánh căng được con 50 thứ 22, con 100. Đấy, còn nếu mà côn 76, đấy, côn 76 thì một kênh nó vã căng luôn ạ. Đấy, côn 76 một kênh nó vã căng luôn. Đấy. Hàng mới nhá. Đấy, hàng mới cho anh em. Hàng mới cho anh em luôn ạ. Đó. Rất chất lượng luôn, rất đẹp. Đấy. Hiện tại giá đang bán là 8,2 triệu, bao ship, anh em nhận hàng kiểm tra nhé. Đấy, anh em có nhu cầu mua sắm thì có thể liên hệ trực tiếp từ bên em để được bên em hỗ trợ. Và xin chào các bác.